Xin chào các khán giả của Crowd Luxury. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng một chiếc đồng hồ khá độc đáo với bộ vỏ được chế tác từ sapphire nguyên khối đến từ Frank Muller. Được chính thức thành lập vào năm 1992 tại Geneva và đặt theo tên của nhà sáng lập là ngài Frank Muller, một nhà chế tác đồng hồ sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ. Là một thương hiệu non trẻ, nhưng Frank Muller sớm đạt được nhiều thành tựu cũng như khẳng định tên tuổi của mình trong ngành chế tác đồng hồ đầy cạnh tranh của Thụy Sĩ. Đây là kết quả của sự kết hợp giữa sáng tạo và thứ ngôn ngữ thiết kế khá táo bạo trong những chiếc đồng hồ của Frank Muller. Nhưng bên cạnh đó, những thiết kế này vẫn tuân theo những nguyên tắc vô cùng nghiêm ngặt của nghệ thuật chế tác đồng hồ đỉnh cao Haute Horlogerie. Và dĩ nhiên, khi nhắc đến Frank Muller, chúng ta phải nhắc đến Vanguard, một bộ sưu tập cực kỳ thành công và mang tính nhận diện mạnh mẽ của thương hiệu này. Đến với video hôm nay, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng dòng sản phẩm này trong một diện mạo cực kỳ đặc biệt của bộ vỏ được chế tác từ sapphire nguyên khối. Xin giới thiệu đến các bạn model Frank Muller Vanguard Sapphire Tourbillon, mã hiệu V45TSQT-RG-SAPH. Như đã giới thiệu, chiếc đồng hồ xuất hiện trong bộ vỏ dáng tunnel được chế tác từ sapphire nguyên khối, một chất liệu mang những ưu điểm vượt trội về độ bền, khả năng chống ăn mòn cũng như là cực kỳ khó chế tác do độ cứng của sapphire chỉ đứng thứ hai sau kim cương. Do vậy, việc chọn lựa những viên sapphire có kích thước lớn và đạt được các tiêu chí của hãng để chế tác ra bộ vỏ của đồng hồ cũng là một công đoạn không hề dễ dàng. Hiện nay, cũng rất nhiều hãng đã dùng sapphire để làm vỏ đồng hồ, và những chiếc đồng hồ được làm bằng sapphire nguyên khối được xem là siêu phẩm của các thương hiệu. Ở phiên bản này, bộ vỏ trong vắt được tạo điểm nhấn với phần mặt số và dây đeo tông xoẹt tông của sắc đỏ rực rỡ. Phần mặt số đồng hồ tạo ấn tượng mạnh với phong cách open work, phô bày toàn bộ các chi tiết và hoạt động của bộ máy tourbillon bên dưới mặt kính sapphire. Tất cả các chi tiết của bộ máy đều được cố định vào đồng hồ thông qua bộ khung chữ X chế tác từ thép, với mỗi chi tiết nhỏ đều được xử lý vô cùng tỉ mỉ với các thủ pháp như vắt cạnh, phủ màu và đánh bóng thủ công. Tại vị trí 12 giờ là logo tên thương hiệu được đặt ngay bên trên hộp cót của đồng hồ. Còn tại vị trí 6 giờ chính là lồng Flying Tourbillon với logo Frank Muller được cách điều khá đẹp mắt. Chiếc đồng hồ sử dụng bộ chuyển động lên cót thủ công MVT-FM-2001V1 với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 60 giờ. Bộ máy được lắp ráp từ 194 chi tiết, 21 chân kính và hoạt động ở tần số 18.000 VPH. Sau đây là các thao tác điều chỉnh đồng hồ. Và vừa rồi là phần review của Crowd Luxury về chiếc đồng hồ Frank Muller Vanguard Sapphire Tourbillon, mã hiệu V45TSQT-RG-SAPH. Một thiết kế độc đáo và cực kỳ đẹp mắt đến từ cái tên lừng danh Frank Muller. Các bạn nghĩ sao về chiếc đồng hồ này? Đừng ngại để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Và đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi nhé!